hàng là thành công của chúng tôi. Hello, xin chào mọi người nhá. Hiện tại thì team Moon Việt bên mình đang có mặt tại xã Liên Khê của huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay mình có mặt ở đây để bố trí xếp trung tâm cho anh Nên và anh Tuân tại đây với một cái mô hình trung tâm với diện tích rộng 10m, sâu 28m. Thì trung tâm đã được bố trí và setup lên bản thiết kế từng chi tiết, cũng như là những cái khoang dịch vụ và những cái dịch vụ chuyên nghiệp làm chăm sóc xe. Thì bây giờ mọi người hãy cùng đi sâu vào phía trong để xem cái không gian cũng như cái thiết bị anh em mình vừa hoàn thiện setup, cũng như đang lắp đặt những cái thiết bị còn lại để chuẩn bị cho trung tâm sắp tới sẽ đi vào khai trương hoạt động với các dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp. Xin mời mọi người. Và với diện tích rộng 10, sâu 28 thì mọi người có thể nhìn thấy đây, trung tâm đã được bố trí ở phía ngoài với chiếc cầu nâng một trụ của Ấn Độ, thương hiệu Chumas, bên công ty mình đã phân phối được khoảng hơn chục năm nay rồi. Đó, và thứ hai nữa là cái khu vực khoáng ướt này sẽ phục vụ cho rửa việc xe con này, nâng gầm, xịt gầm, và bên cạnh này sẽ sử dụng để rửa xe tải, xe ba chân. Đó, tại vì ở đây thì anh Nên có làm cái dịch vụ là rửa cái xe đường dài cho những anh em chơi thân, quen biết. Và thứ hai nữa là anh cũng đang làm máy xúc và vật liệu xây dựng. Thì cái vận tải của xe rất là nhiều, nên là cái anh đang hướng đến là sử dụng các dịch vụ rửa xe tải và xe máy xúc. Đó. Và đi sâu vào phía trong hơn thì mọi người có thể nhìn thấy đây, thì chiếc cầu này cũng đã được hoàn thiện tất cả về phần mặt nền rồi. Bên mình thì vừa hoàn thiện lắp đặt ngay xong buổi sáng nay, và bây giờ là buổi chiều thì các bác thợ xây đang hoàn thiện nốt tất cả cái phần mặt nền này. Đầu tiên thì với chiếc cầu này thì bên mình sẽ thi công để lấy cốt nền phía dưới và xử lý cái bề mặt phía dưới. Sau khi đó mình sẽ xây bê xung quanh cầu và đổ bê tông, hoàn thiện cái mặt bằng vốn có để anh em làm chăm sóc xe. Cameraman sẽ đi sâu vào trong của mình một chút. Đó, tiếp theo sau hai khoang rửa ướt này, bên này là rửa xe tải và bên này rửa xe con, rửa gầm. Đó, thì trong cái khu vực này là khu vực khoang khô. Đó, khi mà xe được rửa, xe đánh vào trực tiếp ở đây để lau khô, hút bụi và làm các dịch vụ về vệ sinh nội thất này, hay là làm chuyên sâu về khoang máy, cũng như là làm ngoại thất, đánh bóng. Đó, thì cái khu vực này anh em mình cũng đã hàn tất cả những phần đường hơi này nhé. Đó, những phần đường hơi này thì anh em mình đã đi xung quanh sửa để khi mà anh em làm nghề đấy, dịch vụ anh em cần hơi chỗ nào thì có thể cắm tiện sử dụng luôn. Đó, bên mình đã hỗ trợ cho trung tâm. Phía trong này thì là cái khu vực để bình dầu cầu nâng một trụ. Thì chiếc cầu nâng một trụ của thương hiệu Chumas đây, thì anh em có thể nhìn qua một chút. Ở đây thì sẽ có phần tem của bình dầu, đó, rất là đẹp. Ngoài ra những cái thông số này, cũng như cái chứng chỉ, đó, tiêu chuẩn CE và TUV về kiểm định khắt khe của thị trường châu Âu. Đó, thì anh em cũng lựa chọn những cái bình dầu, những dòng cầu nâng một trụ chất lượng. Và ngoài ra thì anh em có thể thấy là cái bình dầu này bên mình đã bố trí rất là gọn ở phía bên tay phải, sát tường, để anh em vận hành sử dụng điều khiển cầu nâng dễ dàng. Và ngoài ra nữa thì chiếc cầu nâng này sẽ, cái bình dầu này sẽ không tốn những diện tích mà anh em đi qua đi lại, đó, bởi vì đã được đặt sát một bên rồi. Và phía trong này là khu vực khoang khô để cho trung tâm làm các dịch vụ chuyên sâu. Thì ở đây mình đã có cung cấp cho bên trung tâm của anh Tuân và anh Nên ở đây là một chiếc máy rửa xe thương hiệu Univiệt với model là UV3200, sử dụng cái điện áp 3 pha 380V và áp lực đầu ra tối đa lên đến 3200 PSI, tương đương với 223, đó, cực kỳ khỏe. Ngoài ra thì chiếc máy này sẽ đáp ứng được cái dịch vụ rửa xe, rửa gầm và làm những phần xe con, xe tải một cách thoải mái nhé. Đó, thì đi sâu vào phía trong nữa, ở đây là khu vực bảng điện này. Thì phía trên bên mình cũng đã bố trí những cái phần rulo hơi ở đây để cung cấp hệ thống sử dụng hơi cho toàn xưởng. Đó, thì chiếc rulo hơi này rất là tiện dụng nhé, anh em có thể kéo ra kéo vào. Đấy, và với chiều dài khoảng 12m, thoải mái anh em làm. Đó, thì ngay ở phía dưới là cái khu vực bảng điện. Thì ở đây anh Tuân là chủ trung tâm cùng với anh Nên thì cũng là một bên phân phối hệ thống áp Nhật Bãi. Đó, thì anh cũng đã lắp đặt những hệ thống áp khối rất là chất lượng để đáp ứng cái công suất của toàn bộ hệ thống điện và máy móc trong xưởng. Để mà đi ra những đường hơi thì bên mình cũng đã lắp đặt những hệ thống tách nước ở đây. Thì hiện tại là mình đang treo tạm ở đây, thì sẽ có bộ lọc tách nước qua hai phần lọc để xử lý cái hơi ẩm khi mà
máy nén khí đó, đi ra đó, thì qua cái bình tích sẽ đọng lại những cái hơi ẩm, thì chiếc lọc này sẽ xử lý nốt để tránh cái trường hợp cái hơi ẩm đi ra phía cầu gây cái hiện tượng là nước vào dầu, đã ảnh hưởng đến chất lượng của dầu thủy lực cầu thang một trụ đó. Và ngay bên cạnh mình đây thì là một cái bình bình tích cộng với cả chiếc máy nén khí hộp nhiệt bãi trong kia, thì các anh ở đây có lấy lại một số thiết bị cũ thì của anh em trước đã dùng rồi và đã lấy lại thì để sử dụng cho xưởng, thì cũng mới mua thêm một phần bình tích này nữa đó, bình tích 500 lít cộng với cả máy hộp cách âm của Hitachi Nhật Bãi để phục vụ cho cái công suất cần cái lượng khí nén cao cho toàn xưởng đó. Thì phía trong này thì sẽ là cái khu vực để làm bếp này, nhà vệ sinh này, cũng như là cái phần gác xếp để cho anh em nằm nghỉ, anh em thợ thuyền khi mà kết thúc một ngày làm việc có thể lên trên đấy nghỉ ngơi đó. Và phía trong dưới kia thì sẽ là khu vực làm chỗ để khách ngồi chờ, cũng như sau này sẽ nâng cấp thành khu vực phòng phủ cũng như phòng độ xe. Và phía trong này là những cái thiết bị mà bên mình đang cung cấp cho anh nữa. Đầu tiên thì là cái máy hút dầu đó. Chiếc máy hút dầu này thì sẽ cung cấp cái khả năng làm hút dầu này mà anh em không cần phải xả đáy, hạn chế được cái rủi ro mà khi anh em vặn ốc thì sẽ phải vặn ra và trường hợp gây tuyết phần gen. Ngoài ra thì những cái dòng xe châu Âu như dòng B và dòng Mẹt thì sẽ có phần ốp sắt, khi đó anh em tháo rất là mất công, thì chiếc máy hút dầu này sẽ giúp anh em xử lý một cách dễ dàng, nhanh chóng cũng như rất là sạch. Đó thì máy hút dầu này có model là 3297 thương hiệu Univiet nhé. Đó thì anh em mình cũng đang cung cấp cho anh em gala cũng như là các trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp đó. Và phía trong là những cái thiết bị không thể thiếu cho trung tâm. Ở đây thì mình cũng cung cấp một chiếc máy hút bụi thương hiệu Univiet với model là BF580. Thì mẫu máy này sẽ sử dụng hai motor, và ngoài ra thì chiếc máy có bình tích là 70 lít, nó rất là rộng rãi, anh em có thể hút rất là nhiều rác vào trong này và có thể chứa được. Ngoài ra với lực hút hai motor thì rất là khỏe, nó sử dụng điện một pha anh em cũng rất là sử dụng thôi, khi mà mình có thể cắm tại điện dân dụng của gia đình đó. Và tiếp theo là một cái cánh tay đắc lực nữa là một chiếc bình bọt Palat 40 lít đó. Thì chiếc bình bọt này rất là chất lượng, thì giúp anh em khi mà mình làm tại trung tâm có thể là pha bọt tơi đều với tỷ lệ cao, tiết kiệm được cái dung dịch. Ngoài ra thì cái tỷ lệ pha nó rất là cao cũng sẽ giúp anh em hạn chế được cái vấn đề là mình bị pha bị đặc quá đó, gây bọt vón cục đó, và tiết kiệm được thêm nhiều thời gian, bởi vì một chiếc bình này thì sẽ phải làm được 15 xe, sẽ làm được khoảng 15 xe thì anh em sẽ không phải pha quá nhiều lần trong một ngày sử dụng đó. Và toàn bộ cái không gian tại đây thì sau khi được anh em mình lắp đặt hoàn thiện thì anh em mình cũng sẽ có một đào tạo viên trực tiếp xuống xưởng đây. Thì đây ngay trước mặt mình thì sẽ có những cái thiết bị dụng cụ này cũng như là hóa chất chăm sóc xe của hãng 3D Gake nhập khẩu tại Mỹ, được bên mình phân phối độc quyền. Thì anh em mình sẽ có những đào tạo viên trực tiếp xuống xưởng để hướng dẫn đào tạo chăm sóc xe chuyên nghiệp từ rửa xe, nội thất, khoang máy và ngoại thất. Đó thì tất cả những cái dịch vụ đó bên mình đã hỗ trợ để làm sao khi mà anh vận hành xưởng nó rất là dễ dàng và sẽ nắm bắt được những cái bước cơ bản về chăm sóc xe. Thì cái không gian ở đây cũng rất là rộng rãi, thoáng mát. Đó, ngoài ra thì phần xưởng anh ấy bắn cũng rất là chắc chắn. Đó, thì bây giờ tí nữa mình sẽ hoàn thiện nốt cái phần tay quay và cấp test những cái phần máy móc còn lại. Và nếu các bạn đang có nhu cầu để setup một trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp, bài bản với các dịch vụ chất lượng và làm hài lòng khách hàng thì hãy liên hệ ngay đến bên mình để được bên mình hỗ trợ tư vấn setup trung tâm và cung cấp những thiết bị chất lượng nhập khẩu độc quyền tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem video. Univiet, lưỡi khách hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.